Kinh Sông Nước Miệt Vườn mến chào quý khán giả. Mến chào tất cả bà con có chung cái đam mê về những chiếc vỏ lãi, cano, tàu thuyền luôn gắn bó với cuộc sống trên sông nước. Mình rất vui khi được đưa lên và gửi đi những hình ảnh trong đó có thể minh họa được phần nào về cuộc sống của bà con ở sông nước Miệt Vườn, ở xứ sở Phong Điền, Cần Thơ. Mình xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán giả, quý bà con ở mọi miền của đất nước cũng như ngoài nước đã luôn đón nhận những video của mình, trong đó để xem, để hiểu rõ hơn về cuộc sống thường ngày của bà con ở sông nước Miệt Vườn này. Cái nơi được bà con mọi miền phong tặng gạo trắng, nước trong, cây lành, trái ngọt. Cũng như xem để có phút giây thư giãn sau những ngày làm việc và lao động vất vả. Đầu video mình cũng luôn cầu chúc cho quý khán giả của mình luôn có cuộc sống an lành, vui khỏe và hạnh phúc. Trước này nay vô được cái dàn xề phía sau ha, với cái bộ về lái ha. Cái này thì âm lường nha, đang chuẩn bị vô cái dàn nền để làm cái giò gà cho cái máy ha. Cái này xứ mình gọi là đi chài, đó là cái lưới gì đó à, là xung quanh cái lưới đó nó có cái viền chì, viền chì giống như sợi dây xích vậy đó, nặng là người ta giải ra cái nó bao một cái vòng tròn, nó có viền chì đó, nó nhận lẹ xuống dưới đáy sông để nó bao cá à, cái này là như vậy. Nhưng mà xứ mình thì ai cũng biết, nhưng mà có nhiều xứ người ta cũng không biết đó, thì mình nói cho quý khán giả nghe chơi ha. Nãy chài thấy con cá nhảy lên đó, để mình chờ kéo lên coi có gì không nha, coi có cá không. Ở phía dưới miệng chài á, là người ta may nó có cái túi ha, con cá nó không có tuột ra được. Khi mà ở trên á, nó tuột dài xuống là nó vô mấy cái túi đó. Nãy chài xuống con cá nó phóng lên. Này à, bà con người ta đi chài để kiếm cá để cải thiện bữa cơm gia đình, nhưng mà sao bị tuốt bên sông thấy nhẹ te. Giờ đi chài khỏi cần chèo ghe nữa ha. Đang chuẩn bị quay thử chài một cái coi làm sao ha. Này cũng xa lắm nha, tại mình vô cái điện thoại vô hết cỡ rồi đó, quá xa không thấy. Xa quá. Đang làm con sò để lấy nước, để nhiệt máy. Chiếc này dày nha, chiếc này loại cao cấp ha, có hai dây đà dọc nữa. Nền thì cũng tạm ổn rồi ha. Chuẩn bị có sơn rồi á. Giờ chuẩn bị lên cái máy. Còn gắn cái túp lô nữa. Còn gắn cái túp lô này ra phía trước nữa ha, để gắn cái vô lăng với lại mấy cái đồng hồ đó mình gắn ngay đây nè. Cái chiếc cano này là cái loại người ta đặt để đi biển nha, loại dày. Này là cái Kuta 72 nha. Ta không có độ turbo gì hết nha. Chạy trên cái vỏ trọng sĩ 6m3. Loại lái 1m05 á.
cái láp này nó 3 mét. Chủ chạy thử thì nói nó hơi hụt nước. Chắc mình quay nó không biết, nó không test thử mà. Đi chạy thử máy á. Máy thì cũng chạy đi làm ăn thôi. Cái máy này người chủ người ta làm ở đâu ha, người ta chạy ra đây thấy nó canh dùng cái chân vịt thôi. Rồi cái cano 6m3, cái cano ở Phú Quốc là bữa nay Hạ Thủy rồi nha quý khán giả. Hạ Thủy để chuẩn bị chạy thử cái cano 6m3 ha. Cái máy thì Yanma 4T nha. Rồi 4T loại này 112. Không có độ turbo gì hết nha. Để chạy game, chạy đi du lịch, đi câu cá hoặc là việc đi thăm bà giá hay gì. Chạy đi câu cá thăm bà giá. Này tiện này nha. Nên chút xíu chạy thử mình coi coi như thế nào ha. Sao rất là tiện ha, để mà có đi bắt cá rồi đó, kéo lưới rồi nó mới vướng. Đang làm cái mui. Đây chiếc 7m5 cũng đang làm mui. Đây có cái mẫu chiếc màu xanh, cái mũi xanh xanh này, cái mẫu giống như mẫu nhập vậy ha. Mẫu này cũng trong nước mình sản xuất á. Không biết cái xưởng này đâu mày thơ hay gì á. Thấy nó nhớ tên mà nó nói mình quên rồi. Còn đây chiếc mini du thuyền đang chờ để mà tu sửa lại. Chút coi coi chạy thử coi như thế nào. Máy ghim này chắc chạy cũng không dữ, nhưng mà nó bền. Cái này tại vì chạy có nước mặn nữa cho nên có xài bình nước ngọt này nha. Có làm bình nước ngọt. Bình nước ngọt đó là nước xanh đó, nước xanh đó, nó giải nhiệt cho máy. Rồi cái nước biển đó, nó lên giải nhiệt. Nó lòn vô trong cái bình đó đó. Nước biển nó lên không phải xài muỗng nước mà là xài cái bơm nha. Trong máy nó kéo thêm cái bơm để mà bơm nước. Bơm nước vô cái thùng này nè. Đó. Thông thường chạy nước xanh máy mình ngon lắm nha. Ngon hơn mình chạy thẳng nước sông. Rồi bắt đầu thử cái ra nha.
chạy không lướt ngang trơn, lướt ngang sợ sống đó. Chạy tép tới đâu rồi đã không. Nắm dây cương nè. Chạy mà đứng trước nắm dây cương nữa. Nay có hai người ở cái chiếc mà Quỳnh Đức Một đợt trước á, là có đi qua chơi nữa nè. Hả? Để hỏi đổi, họ hỏi thăm rồi tắt máy mình hỏi thăm. Ê, im im không? Thấy chiếc này im không? Hả? Vậy hả? Vậy là về chơi với chiếc hôm trước được rồi hen. Hai chiếc về chạy đua chơi. Này là như hai người này là lúc trước có làm chiếc ở đây á, rồi chạy ngon lành, rồi cái người ở trần á, tại vì mình hơi né né ha. Nãy kêu mặc áo vô rồi không chịu. Đó là dẫn cho người đó qua bên đây để làm thêm chiếc á, về chạy du lịch rồi chạy đi đánh cá đồ cũng có luôn, ban đêm thì đi đánh cá, ban ngày chạy du lịch ở Phú Quốc. Cho nên mấy anh em nào mà có đi Phú Quốc mà muốn du lịch á thì cứ liên hệ với nhóm Quỳnh Đức Một nè, vẫn là có trên xe cũng có luôn, vừa xe mà vừa cano luôn. Làm bên giống như là mình chạy dịch vụ du lịch vậy đó. Trời ơi, cũng chạy gần gần bờ không này nha, chứ không có chạy xa được. Giỏi trong nước làm mình chạy gần gần bờ cho nó an toàn. Thôi cái video này tạm thời mình ngắt kết thúc ở đây đi. Cũng chúc quý khán giả mình buổi chiều xem video vui vẻ, rồi hẹn lại xem tiếp tục nha. Mình sẽ quay tiếp tục về chiếc này nữa ở cái video sau. Tại video này cũng hơi dài rồi á, mình cũng xin kết thúc ở đây. Rồi cảm ơn quý khán giả nhiều ha, đón xem video sau nha. Bắt đầu mình xuống đi chơi.